đất cây cần câu ở trên cái bờ ruộng ở đây nè cả nhà. Giờ thì hai mẹ con đi ra thăm nè, mời cả gia đình cùng đi thăm câu đêm với Phương và mẹ Phương nha. Ở cái bờ này thì bây giờ là nước lên tới đầu gối là cả nhà. Phương cắm cái bờ này cho có rau muống vào nè. Phương trên nó thì cũng có rau muống. Lần đầu tiên của mình hết mồi luôn mà còn có tí xíu, có dễ mồi quá trời luôn. Có cái mương cả nhà, cái mương rất là sâu luôn nha, tại do mít cái mương này đắp lên cái bờ này á. Cái cần thứ hai là có dính rồi cả nhà, có hình quả rồi đó. Chiến này Phương cắm nhiều nha cả nhà, Phương cắm tới 20 cần lận. Nó bị ngợp rồi. Ôi nó bị mắc vô. Nó bị mắc vô trong cái bụng. Hả? Nó bị mắc vô cái bụng. Ủa không phải. Bị mắc vô cọng lúa rồi. Trời ơi, nó bị mắc vô cọng lúa rồi, hèn gì. Đây nè. Đây nè cả nhà. Ôi, mắc vô cọng gà. Mắc vô cọng gà nè. Hỏi sao mà con cá mình nó nổi, trời ơi, nó quắn lên trên luôn. Nè cả nhà, nó quắn vô trong cái cọng gạ của mình mấy nuột luôn vậy nè. Ôi con cá này nó ngon. Ôi con cá lóc cả nhà ơi, nó bị mắc vô trong cái cọng gạ của mình quá vậy. Hỏi sao nó quắn hơi mấy nuột luôn nè. Để con gỡ ra. Câu của mình là loại ó cả nhà, lưỡi ó từ xưa tới giờ á, nên là nó khi mà cá mình ăn á là dễ dính hốc mắt lắm, mà một khi mà cá đã dính hốc mắt thì rất là khó xảy nha cả nhà. Mà cái loại lưỡi này á thì cái ngạnh của nó rất là dài luôn, thành ra là gỡ rất là khó. Giờ con được hai con rồi.
nhặt lâu quá là thành ra là mình đánh cái cần câu xuống cái tắc của nó nhão quá, nó dính cái cần câu của mình quá chừng. Mẹ không? Ơi, tuần này lo vô rau muống luôn rồi. Bự không? Không biết nữa, con chưa thấy con cá mẹ ơi. Trời ơi, con mùa hông. Con chưa thấy con cá cả nhà. Ôi, cá thấp mẹ ơi. Yeah. Ôi, yeah. Bật, mở vỏ ra lẹ. Trời ơi, thấy nó chảy cây con thai luôn á. Không cần luôn á. Nhân. Ui. Anh má. Ây da. Ui. Ui ui. Thấy vô đây rồi mà nó còn dãy cả nha. Đây cả nhà ơi. Không biết cả nhà thấy không nữa. Nó hơi tối. Chơi vàng đó nha. Đây cả nhà ơi. Cả nhà xem chơi vàng nè. Ngon ghê không? Ừ.
trời quắn vô bụng cỏ luôn rồi cả nhà ơi. Ý ơi, không phải, trời ơi nó quắn tôi kìa. Ồ, dính là vậy, nó quắn vô cái cây. Không, cái cọng dây đưa ra. Cọng dây đưa ra, gỗ quắn lên cây câu luôn. Đúng rồi. Hết dây luôn, quắn hết dây luôn. Quắn hết dây luôn rồi cả nhà. Này là Phương phải gỡ ra rồi cả nhà ơi. Này là Phương phải gỡ ra rồi. Nhai cái miệng luôn á, ra nhà không giữ á. Cả nhà nghe nó nghiến răng không? Rồi, vô được rồi. Giờ con lấy ra. Ây da, ui da. Để con gỡ cái này. Cả nhà coi nè, nó quắn như thế này nè cả nhà. Rồi hết dây luôn, hết dây luôn, sẽ tròn lại luôn. Cả nhà thấy cái loại lưỡi mình vậy đó, dù cho cỡ nào cỡ cũng không bao giờ xảy nổi, chứ gặp mà lưỡi bình thường là như vậy là bắt đầu là nó bung rồi đó mẹ. Ừ, tiếc chưa, nó quắn rồi cả nhà ơi. Chắc con dây đó quắn quá nhiều nữa, mình thay con dây khác. Dạ, phải thay rồi cả nhà. Con ốc này to quá mẹ ơi. Con ốc này to ghê luôn nè. Bự không? Bự lắm luôn á. Lắm đi. Nhà mình có đồ ăn rồi sao? Hôm nay mình trúng cá rồi mà. Rồi, để bữa nào nó lụm. Bữa nào phải lụm ha. Ừ. Cả nhà ơi, thì Phương mới trong lúc mà nó đang chìm xuống dưới á, Phương đưa cọng dây vô cái nó kẹp vô cong cọng dây của Phương luôn. Nó không gớt luôn á. Nè, dính cứng nhắc cho luôn rồi nè. Ừ. Trời ơi, càng kẹp càng cứng luôn á, ngay cái cần hồi nãy luôn á. Thôi để nó đi một hồi nó bung ra. Thôi nó tự gớt lên nè. Đúng rồi. Đây là con to nữa nè mẹ. Ừ. Đây nữa nè. Con mấy con này to lắm luôn á mẹ. Ban ngày với cả nhà nó chìm xuống dưới nước, ban đêm nó mới nổi lên. Đây xuống đây là mé mương rồi đó mẹ. Ừ. Xuống mương. Đây là mé mương rồi cả nhà. Mương này sâu lắm, sâu. À. Bên này Phương neo theo quá là nhiều cần câu luôn á. Xem cá mướp nè. Cái lưỡi này, cái loại lưỡi này á, mình gỡ còn không ra nữa. Yên
Lưỡi thì có nhiều loại lắm đó nha, nhưng mà thường là ở quê Phương nha. Ở quê Phương thì hồi lúc mà Phương còn nhỏ cho đến bây giờ thì lúc mà cha Phương còn lặn thì thường là cha đi cắm câu bằng lưỡi ó này. Thì lưỡi ó này mình có nhiều loại nữa, phân ra nhiều loại nữa. Có là chẳng hạn như là ó hoa long nè, rồi ó kim vàng nè, rồi ó kim đỏ nè, rồi ó kim trắng nữa cả nhà. Ôi ôi, con cá lớn luôn mẹ ơi. Dạ, yeah, nhiều đứa luôn. Ê, cầm cây câu luôn rồi kìa. Câu luôn rồi. Ủa, dướng đâu có gom muốn luôn hả vậy? Từ từ. Rồi, được rồi. Được rồi. Vô luôn. Ôi ôi, con này coi nè cả nhà. Cả nhà xem cá này coi nè. Nó đẹp ghê luôn mẹ. Ừ. Này là trong khuôn rau muống nè cả nhà. Rồi. Thôi ơi. Gỡ con cá mà nín thở. Nín thở thiệt luôn á cả nhà. Từ hồi mà đậu mùa nước nổi cho đến hiện tại bây giờ là bắt đầu vô mùa nước nổi luôn rồi, là gần tới giữa nhịp mùa nước nổi vậy đó. Thì Phương đi cắm cu rim được mấy chuyến rồi cả nhà. Chuyến này là cái chuyến mà nhiều nhất luôn á. Phương mới đi được này là đâu 2, 4, 6, 8, 10 nửa chặng đường cả nhà. Nửa chặng đường thì bắt đầu Phương cảm giác như là cái gọ của mình nó rất là nặng luôn rồi đó. Ôi hôm nay vô mánh luôn cả nhà ơi. Để giờ vô cá đen không à, cá lóc không à, quá ngon luôn á. Ôi, có dữ vậy ơi. Yeah. Cái cần này là Phương nha. Phương với mẹ Phương là cắm ngay chân chính giữa cái đường bà đê mình luôn nè. Giờ này cái cần này là hai mẹ con là cắm, là kêu bằng là cắm làm thí nghiệm luôn nè. Thường thường thì cả nhà thấy là Phương cắm hai bên đúng không? Bên này hoặc là bên này, trái hoặc là phải. Còn cái cần này Phương cắm chính giữa. Hên sao được con luôn nè cả nhà. Con cá lóc nữa mới ngon chứ. Nhau. Để câu xuôi đại lên gà đây coi. Con cá lóc ngon nữa cả nhà. Ui muốn hết có biết ngon luôn. Ừ. Chắc tối mà con mùa hông nó bay vô luôn. Đang nói thì nó bay vô luôn á. Ui cá lóc nữa nha ơi. Ui ui. Bữa nay vô mánh cá lóc luôn. Thank you.
Nó nghẹo nghẹo cái răng nó vậy đó. Mấy con cá lóc đồng này nó hung lắm cả nhà. Nhiều khi mà Phương đi mò hang á, cả nhà thấy ha, mà không cẩn thận á, mà gặp nó, nhiều khi gặp nó trong hang á, mà đưa cái tay vô là nó táp, là in dấu răng trên tay luôn á. Cái hàm răng của nó nhuyễn nhừ à, mà nó táp mình luôn á. Nó háo ăn rồi, bởi vậy mà mình cấm câu này, mà mình cấm mồi mồi nhái hoặc là mồi dế á, thì nó sẽ rất là nhạy luôn. Tại vì nó kiểu như dạng háo ăn, cái nó gặp cái mấy cái con đó nó động trên nước á, thì nó sẽ rất là nhạy mồi. Còn dạng như cá chê rồi thì đó là loại nó ăn tạp, nó ăn ngầm, thành ra là mình cấm mồi trùng rồi á, mồi chìm á. Mồi trùng thì nó có cái chất dẫn dụ từ cái hương thơm của nó, cho nên là nó lan tỏa. Cá chê thì nó thính hơi hơn. Còn cá lóc thì chủ yếu là nó ăn những cái loại mồi động đậy trên nước. Hình như là Phương tới đây là hết rồi, để Phương đếm cần câu lại cái. Rồi sắp một cần, sắp một cần này. Sót một cần mẹ ơi. Sót một cần hả? Sót một cần rồi cả nhà ơi. Có thể là cá nó bị xuống ở đâu rồi, nó bị xuống đâu bị mất rồi. Con nhìn rõ rồi, sót một cần rồi. Trời ơi cả nhà ơi, cái gần câu của Phương nó dính cá làm sao mà rau muống nó đậy lên mất tiêu luôn cả nhà. Hình ra là Phương xót, Phương đi ngang không thấy luôn, cá sảy luôn nè cả nhà ơi, dướng vô quyên cái đám rau muống này nè. Mình đi ngang mình không thấy luôn, nó gị mệt xuống dưới luôn, sảy luôn rồi cả nhà. Cá quắn nè. Đây là thành quả của hai mẹ con Phương đi cắm câu đêm nay nè cả nhà. Đêm nay trúng cá lóc nhiều lắm nha. Có một con cá chê vàng nữa, nó chui mịt mịt qua bên kia luôn. Đó cả nhà. Có một con chê vàng, còn lại là cá lóc không cả nhà. Rất là ngon luôn. Này vô mánh cá lóc luôn. Con này ngon cả nhà. Con này rất là ngon luôn. Ôi dạ, Phương với mẹ Phương tranh thủ về cả nhà ơi, nói hù luôn rồi. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của Phương và mẹ Phương nha. Cả nhà cho Phương xin một lượt like và hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần Phương và mẹ Phương nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào lần sau.